Chương trình nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dụng do Đinh Anh Thái phụ trách. Trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt TV Online. Kính chào Ngô Nhân Dụng. Dạ, xin kính chào quý vị. Thưa Ngô Nhân Dụng, cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gay go quá. Ông Tổng thống Trump thì đã đánh một cái số tiền thuế quan 50 tỷ đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc vào nước Mỹ. Và Tập Cận Bình cũng trả đũa ngay, cũng 50 tỷ. Rồi sau đó ông Trump dọa là 200 tỷ, thì Tàu cũng dọa là 200 tỷ. Câu tôi muốn hỏi ông rằng cuộc chiến đi tới đâu? Dạ thưa, cuộc chiến ấy hiện giờ nó gọi là đang ở trong cái thế là giằng co, chưa thấy bên nào tiến thêm bước nào nữa. Ông Trump vừa đánh thuế trên 36 tỷ hàng hóa Trung Quốc thì là bên Tàu họ đánh 36 tỷ, ông Trump thêm 14 tỷ nữa, không 34 rồi lên 16 tỷ nữa, thành 50, bên Tàu làm 50 luôn. Không hơn ông Kép. Thế lúc mà ông Trump bảo là chuẩn bị các cậu ở Bộ Thương mại làm cái bảng liệt kê danh sách những cái hàng của Tàu mình sẽ đánh kỳ tiếp, kỳ tới mình sẽ đánh 200 tỷ. Thì bên Tàu bèn dọa là chúng tôi sẽ đánh lại Mỹ 60 tỷ. Người ta bảo, ủa thế sao Tàu nó lại hiền lành vậy, nó đánh 200 mà lại đánh có 60. Thì thực sự thật là cái nước Tàu nó mua của nước Mỹ đó, nó chỉ có khoảng độ 150 tỷ. Và bây giờ ông Trump mà ông đánh 50 rồi ông thêm 200 thành 250 tỷ thì ông Tàu muốn đánh thêm nó cũng hết chỗ đánh. Thành ra ông Tàu cũng nói trước tôi đánh 60 tỷ thôi. Là bởi vì tại sao không đánh luôn đến 150 tỷ? Là bởi vì có nhiều thứ mà người Tàu cũng không muốn là hạn chế. Người Tàu rất muốn được mua những cái thứ đó. Bây giờ đánh thuế vô đó chỉ cuối cùng chỉ có người Tàu thiệt mà thôi. Thành ra là cuộc chiến đến đây vẫn còn đang chờ. Kỳ rồi ông Tập Cận Bình cho một ông Thứ trưởng Bộ Ngoại thương thì phải bay sang Mỹ để chờ đó mà gặp chính phủ Mỹ. Thì cuối cùng ông cũng lủi thủi ông về. Chẳng gì là bởi vì rằng từ nay cho đến ngày bầu cử tháng 11 á, chính phủ Mỹ không có muốn làm gì cả. Làm cái gì cũng có thể bị người ta chỉ trích. Thì tốt nhất cứ để yên, cứ để nguội. Như vậy thì cái tình hình kinh tế của nước Mỹ có suy chuyển thế nào? Tôi cảm tưởng là không, trừ mấy ông mà hàng hóa mà bán cho Mỹ cho Tàu đó thì bây giờ bán không được, là vì rằng Tàu nó đánh thuế. Thì cái thứ mà bị ảnh hưởng rõ ràng nhất đó là nông phẩm, đậu nành, một chút bắp và thịt. Bao nhiêu nhà bán thịt Mỹ mang bán cho Tàu ở nước Mỹ đó, nó có một cái món mà đáng lẽ là người Mỹ vứt đi mà Tàu thì nhập cảng, đó là lòng heo. Cái đó mà nhậu thì ngon. Những cái nhà gọi là đồ tể, công ty đồ tể của nước Mỹ đó, từ cái hồi mà có bang giao với Tàu, họ bán được một cái món lớn, bây giờ Tàu nó không mua thì cũng phiền lắm. Nhưng mà kẹt nhất là các nhà nông mà trồng đậu nành, là bởi vì đâu 70% cái số đậu nành mà người Mỹ xuất cảng đó là bán cho ông Trung Cộng. Bây giờ đó, ông Trung Cộng bảo đậu nành Mỹ hả, đánh thuế 25%. Thì những cái người mua đậu nành ở bên Tàu họ sẽ bảo, ôi cha, thế này thì làm sao mà tôi có tiền mà đóng thuế? Là bởi vì những người đó là làm chính của họ là nuôi heo, mua đậu nành về để nuôi heo. Mà bây giờ cái giá đậu nành tăng thêm 25% nữa vì thuế, thì làm sao mà tăng giá heo được? Thành ra họ quay đi họ mua của các nước khác mà trên thế giới rất nhiều. Brazil là cái nước được lợi cái vụ này nhất. Thế thì các nhà nông ở bên Mỹ đó hoảng hốt, bảo thế chúng tôi làm sao, năm nay chúng tôi sẽ mất mấy tỷ bạc, hàng không bán được và sẽ phải bán tống bán tháo giá rẻ. Thì ông Tổng thống Trump ông ấy bèn bảo được, ta cho tiền. Tức là chính phủ bao cấp, nói theo ngôn ngữ trong nước. Dạ, chính phủ Mỹ sẽ bỏ khoảng độ 4 tỷ gì đó để mà trợ cấp giá, gọi là trợ giá cho các nhà bán đậu này. Thế nhưng mà cái đó tất nhiên là quý vị quốc hội ở Đảng Cộng Hòa là họ chống vô cùng, bởi vì chủ trương của Đảng Cộng Hòa là không có cái chuyện mà đi trợ cấp giá như vậy. Kinh tế tự do mà. Thành ra là ông Tổng thống ông làm cho cái năm nay thôi, còn sang năm thì không biết.
Nhưng cái điều mà mấy nhà nông nó họ bất mãn là cái chuyện mà trợ cấp giá nó chỉ giải quyết một vấn đề nhất thời. Cái lo của họ là bây giờ mấy anh nhập cảng ở bên tàu đó, nó mua ở chỗ khác và nó mua ở Brazil chẳng hạn. Brazil nó đâu có ngu, nó bảo anh ký với tôi một cái giao kèo 5 năm đi. À, như vậy thì Mỹ kẹt. Thì đến lúc mà hết chiến tranh mậu dịch, bây giờ anh Mỹ muốn bán hàng cho mấy anh tàu đó, anh tàu anh bảo ô tôi kẹt 5 năm kia rồi. Thì cái đó là cái mới lo. Thì đấy, cái chuyện đó ông Trump ông mới giải quyết bằng cách ông trợ cấp. Còn ở bên tàu. Thưa ông, tôi xin lỗi, ông nói bên tàu tôi mới nhớ. Hình như là các nhà đầu tư bên tàu ấy, họ cũng có bị cái ảnh hưởng tâm lý sao mà họ đi gọi các thầy bói hỏi thì xem liệu cái đoàn sắp tới của tổng thống Trump ra sao vào. Như vậy chứng là bên tàu cũng bị suy sụp đấy chứ. Dạ, chắc chắn là có rất nhiều nhà sản xuất ở bên tàu mà bán hàng sang Mỹ bị đánh thuế là họ đang khổ. Thì cái chuyện đó chắc chắn là xảy ra rồi. Còn cái chuyện mà họ đi sắm bói đó thì phải nói là họ tìm được đúng cái con đường hay nhất, là bởi vì người ta không thể nào, dù là người tàu hay người Việt hay là người Mỹ chẳng nữa, không đoán được tổng thống Trump, không thể đoán được ông tổng thống Trump sẽ làm gì cả. Thì cách duy nhất của mình là đi xem bói, cầu trời thánh thật với lại xem bói. Thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ trở lại ngay với ông Nguyễn Nhân Dụng sau ít phút thông tin thương mại.